loại vật chỉ kỹ năng vào ban đêm. Bắt đầu. Báo đốm, dơi. Cú mèo, báo đốm mà dơi. Cú mèo, dơi, báo đốm, dơi. Con cú lần là gì? Con cú mèo là do nhiều người nhất đi. Con cú mèo do nhiều người nhất đi. Quên, biết con đó rồi nhưng mà tiện quên. Con cú lần thì em. Vô đi, vô đi, dơi. Cú mèo, dơi. Cú mèo. Một trong hai con mèo là con nhiều nhất. Dạ anh, đốm cú mèo đi. Mọi người chia ra. Dơi, báo đốm. Vô cú mèo nữa. Chọn 3 vị trí nha, 3 vị trí. Có muốn thay đổi gì không? Vẫn còn thời gian. Ở đây các bạn bỏ rơi người em gái xinh đẹp. Tự nhiên nguyên một cụm ba bên đây chạy rần 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 vô đây. Rồi ông này phóng vô bên đây, rồi nhỏ hoang mang không biết chạy đâu. Thiệt một mình con bé thân cô lẻ bóng chạy vô đây báo đốm, sao em chọn đây vậy em? Không, em phân vân giữa báo đốm với con cù lần mà em không biết con cù lần là con gì. Con cù lần mà cái con mà nó chậm chậm nó rề 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 nó nhát nhát từ kia mới kêu là cù lần đó em. Em biết con báo đốm chứ? Dạ biết. Cũng giống như sư tử con cọp đó kia mà trên cái bộ da của nó có rất nhiều những cái đốm rất là đẹp đúng không? Còn em vì sao em chọn con dơi? Dạ, em thì không biết con dơi là nó đi kiếm ăn vào buổi nào, nhưng mà theo em biết là con dơi thì ban ngày nó sẽ chui vào hang tối để ngủ. Thì hoạt động vào ban đêm, cho nên em nghĩ con dơi nó sẽ đi kiếm ăn vào ban đêm. Em nghĩ vậy. Còn bên đây, ba người trong đó có cả đội trưởng chọn cú mèo. Dạ chắc anh, tại em nhớ là cú mèo là ban đêm là nhìn sáng nhất, rõ nhất. Dạ, nên cú mèo sẽ hoạt động thường vào ban đêm, còn ban ngày là nó ngủ. Rồi khi nào nó đi kiếm bạn gái? Em nhớ là như khoảng xế chiều anh. À, xế chiều là đi kiếm bạn gái, mà trước khi kiếm bạn gái nó có tắm rửa xịt nước hoa này kia không? Dạ có, là gần xế chiều. Ủa, là nó làm nếu vậy sao tôi kêu hôi như cú? Thì cái mùi nước hoa nó là cái mùi hôi như cú anh. À hay quá, bữa nay biết thêm một cái chuyện về con cú mèo. Các bạn đã chọn 3 vị trí cú mèo, dơi, báo đốm. Anh sẽ công bố đáp án dơi trước nha. Tiếp theo, anh sẽ công bố đáp án con cù lần và gấu. Con cù lần là đáp án đúng. Là bởi vì nó quá hiền lành, nó quá nhút nhát. Nó không dám đi kiếm ăn ban ngày. Ban đêm, khi mọi vật đó yên ngủ, lúc đó nó mới rón rén ra, nó đi kiếm ăn. Thấy thương nó lắm, thiệt. Còn lại báo đốm và cú mèo, chắc chắn là sẽ có một đáp án đúng và một cái sai. Một người ra đi hay ba người ra đi? Cũng phải thôi, các em nghĩ đi. Con báo nó mạnh đến như vậy, nó sợ cái gì mà nó chờ tới ban đêm nó mới đi kiếm ăn. Đó, giới hạn Dương Lâm là người có tiền nè. Ví dụ có tiền giàu khó nè, thích ăn cái quán nào là vô quán đó ăn đó. Còn ví dụ mà khó khăn giống nhanh nè đó. Thì muốn vô cái quán nào ăn mình phải cân nhắc, mình phải suy nghĩ, mình lựa đó. Con báo cũng vậy, nó mạnh thích là nó săn, thích là nó săn. Còn con cù lần nó yếu đuối, nó sợ sệt, cho nên ban đêm nó mới dám ra nó tìm mồi. Chúc mừng các bạn, mời các bạn tới đây. Giờ còn 4 anh em cũng đông, nhưng mà mình cô bé kia cô đơn lắm. Muốn gặp gỡ người thân không? Dạ muốn. Kết nối với căn phòng trống cho các em gặp cô ấy nha. Hello. Sao em? Buồn quá, mọi người bỏ em. Không, tại vì lúc đó là mọi người cũng cái kiểu như là hơi cũng gấp rút rồi. Cố lên, tụi tôi sẽ cứu bạn. Với điều kiện tụi tôi phải còn sống nha. Tạm biệt em gái, mời các em về vị trí. Mời đội Tilly vào vị trí. Nhà mình còn 5 thành viên cho nên mạnh miệng lắm. Để coi sao. Mời các em nhìn lên những chiếc két sắt này coi điều gì sẽ xảy ra. Một chỗ tắt đèn rồi, anh chỉ còn 4 đáp án để cho các em.
À. Nhưng trong 4 đáp án này, nó chỉ có 2 cái là đúng. Và các em ít nhất phải đứng vào 2 vị trí. Mời đáp án của chương trình. Quả lặt lè. Là quả gì trời? Trời ơi. Quả gì mà ngu ngỉnh vậy? Quả mà... Trời ơi. Quả hồng trâu. Trời ơi, hồng trâu. Thế nào luôn á. Hồng trâu. Quả tầm bó. Quay lại xem câu hỏi. Trời ơi. Loại quả có chứa chất độc nguy hiểm. Bắt đầu. Nguy hiểm. Thế em nghĩ là em cái nào cái em có đọc chúng là em nghĩ là má tiền. Má tiền đúng rồi, má tiền. Má tiền. Má tiền đúng rồi. Tầm bóp. Không phải. Tầm bóp. Hồng trâu. Không. Chị nghĩ là má tiền. Tầm má tiền. Trời ơi. Má chấp kìa. Má tiền. Má tiền. Má tiền ở đâu? Má tiền. Ê. Tin em đi, qua đây. Hồng trâu. Tin em qua đây. Ê đâu? Má tiền, má tiền. Trâu qua đây đi. Má tiền. Trời ơi. Không đâu. Má tiền vô đây, vô đây. Má tiền. Đứng đây với em đi. Trời ơi. Má tiền là có chất độc trị bệnh khớp mà. Không. Má tiền. Có chất độc. Rồi rồi đừng mà. Không không không. Anh tin em đi. Đứng đây. Thuốc thôi. Không không không. Nó cũng có chất độc luôn. Đứng im không thay đổi. Trời ơi, sao có một cái sự giành giật nhân sự ở đây. Em đã kéo đội trưởng qua đây được rồi, tại sao em để cho đội trưởng trốn thoát? Tại chắc với nó vô tình là hôm bữa là nhà chị có người bệnh thì chị cũng có tìm hiểu đúng ngay cái loại tên của cái quả mã tiền này luôn. Thì nó như là một con dao hai lưỡi, nó vừa là thuốc quý nhưng mà nó cũng có chất độc. Chất độc. Tại vì nếu như mà sử dụng mà quá liều lượng thì nó cũng đúng sẽ rồi. Gây cho mình chết. Đúng. Và chị đọc được một cái thông tin này là chị bảo đảm là chắc chắn 100% là đây nè, gì vậy? Đây không, 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 được, không được. Ôi, đây nè, cái em bị giật điện. Logic như vậy nè anh nè. Có nghĩa là quả mã tiền mình đọc ngược lại là tiền mã. Đúng không? À, xui. Chắc đọc là xui. Đó, em đọc vậy đó. Mã tiền á nó dùng cái thành phần đó để làm keo dính chuột, giết chết chuột. Rồi. Vậy mà không giữ cho bằng được đội trưởng Dương Lâm ở đây. Tự nhiên lo quay rồi cái em cũng biết. Vậy thì anh hỏi thăm bên đây. Em trai này nè. Dạ. Em cũng cam đoan chắc chắn 100% là cái hồng trâu hả? Dạ hồng trâu. Hồng trâu. Là có câu chuyện ngày xưa là có hai loại hồng. Một là hồng giòn, hai là hồng trâu. Cô gái kia thấy hai cái trái thì ăn thử. À. Hồng giòn ăn được, hồng trâu ăn chết. À. Con trâu ăn chết luôn. Nó có độc mà. À. Nó có độc ăn mới chết. Em nghĩ rằng là có độc thật đúng không? Dạ. Nhưng mà cũng có thể có một cái sự giằng co người đội trưởng ở đây, ở cái vị trí quả mã tiền và quả hồng trâu. Và các bạn đều nói nghe có vẻ hợp lý. À, đặc biệt là em gái đứng ở vị trí quả mã tiền là mới đọc cái thông tin cách đây không lâu. Còn ở quả hồng trâu thì Dương Lâm vừa kể cho chúng ta nghe một câu chuyện cổ tích. Và không nên tin quý vị nha. Dù nếu đây là đáp án đúng đi chăng nữa thì chúng ta không nên tin vào cái chuyện mà cô gái ăn quả hồng giòn và quả hồng trâu. Bây giờ chúng ta sẽ công bố đáp án nào đây. Anh sẽ công bố quả mã tiền nè. Phải tự tin lên. Anh tin em không? Quả mã tiền đây là đáp án. Một người đúng ở câu này chúng ta sẽ có 2 triệu đồng. Xin lỗi. Trời luôn này. Đừng có chụp xuống. Thấy không? Người ta mới đọc cái thông tin này cách đây không lâu, ta nhớ kỹ lắm. Phải chi Dương Lâm ở bên đó đi là mình thở phào nhẹ nhõm rồi. Ăn trái hồng giòn nó cũng ngon vậy. Ăn chứ tới hồng trâu. Anh sẽ công bố quả tầm bóp. Đáp án này đúng hay sai? Có nghĩa là quả này không độc. Quả tầm bóp là một cái loại quả mà chúng ta có thể sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Chẳng hạn như là bệnh tiểu đường và thậm chí bệnh ung thư. Wow. Còn hai quả lặt lè và hồng trâu chắc chắn có một cái đúng và một cái sai. Đáp án của chương trình như thế nào đây? Nếu đây là đáp án sai thì cả ba người trong đó có đội trưởng sẽ phải vào căn phòng trong. Mời kết quả của chương trình. Đúng quá. Đúng 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 đúng. Và bây giờ thì chúng ta hiểu tại sao có cái sự mà tranh giành nó gay gắt như vậy giữa hai cái vị trí này. Bởi vì các bạn đều tin vào cái sự lựa chọn của mình là đúng.
bên đây cũng tin rằng quả mã tiền là một cái loại quả có độc, còn bên đây các bạn cũng tin chắc là quả hồng trâu có độc, cho nên Dương Lâm bị giằng co giữa hai vị trí, nhưng mà cả hai vị trí đều chính xác. Chúc mừng cả đội, mời các em về vị trí. Hay nha, 10 triệu cho cả đội chúng ta. Wow. Cố lên, cố lên, cố lên. Ít có đội nào mà đi qua tới câu thứ hai rồi mà vẫn còn giữ nguyên được đội hình như vậy lắm. Áp lực dành cho đội chúng ta đây. Mời các em. Áp lực nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới tinh thần của chúng ta. Mời đáp án của chương trình. Bánh nhãn, bánh vạt, bánh dừa, bánh tẻ, các loại bánh. Mời các em xem câu hỏi. Loại bánh nào dùng lá để gói? Bắt đầu. Bánh tẻ nè, bánh dừa. Bánh tẻ là dùng lá để gói. Bánh dừa. Bánh dừa chắc không vậy? Có. Bánh mẻ. Oh. Em nghĩ bánh tẻ là dùng bánh tẻ, lá để bánh gói. Dừa. Bánh nhãn thì em chưa biết bao giờ. Chắc là bánh dừa. Bánh dừa hoặc là bánh tẻ. Bánh dừa, bánh tẻ. Bánh nhãn với bánh vạt, có ai chắc chắn không? Nếu các bạn không chắc, các bạn có thể chia đều thành viên ra. Bánh vàng là cái bánh quay vàng. Anh không biết. Còn có 12 giây thôi. Cái nào chắc vậy? Hai này nè. Vô bánh dừa đi. Bánh dừa ba người, bánh dừa chắc ăn. Bánh dừa ba người được không anh? Để mùa sau chơi em. Bánh dừa thì nghe có vẻ nó quen hơn bánh tẻ đúng không? Dạ. Bánh dừa em nghĩ là bánh gì Jin? Dạ bánh làm từ dừa anh. Dạ gói bằng lá dừa. À. Mà có thể chỗ đó không có lá dừa thì mình lá chuối mình gói cũng được. À. Hay quá. Còn bánh tẻ em nghĩ là bánh gì? Em cũng không biết nữa, em đoán đại. Bánh nhãn anh ăn rồi. Dạ. Ngon lắm. Có lá không anh? Có lá không anh? Anh nói đâu. Đáp án số 1 bánh nhãn. Đây là kết quả của chương trình. Đúng hay sai? Đúng luôn. Bánh nhãn, cái bánh mỗi một cái nó tròn tròn như cái nhãn vậy nè. Và mỗi lần mình mua một bịch vậy nè, một bịch bự vậy nè. Ăn nó hơi ngọt ngọt, nó rất là ngon. Mình sẽ mở đáp án bánh dừa. Đúng. Kết quả bánh dừa thế nào? Dừng. Cái bánh này người ta gói bên ngoài bằng cái lá dừa. Dạ. À. Còn bánh tẻ với bánh vạt chắc chắn có một cái đúng và một cái sai. Mở hai đáp án cùng một lúc. Bắt đầu. Ôi. Đúng đi mà. Rung quá. Chúc mừng các em, mời các em về chỗ. Yeah. Giờ mới làm được vậy. Chứ nãy đứng trên đó quýu dò hết trơn. 8 triệu cho đội nhí nhớ. Yeah.